Đây là video cũ 6 tháng đăng lại, giá bán từ 5 tỷ, bây giờ chỉ còn 2 tỷ 6, mời quý vị xem lại một lần nữa. Mến chào quý anh chị cô chú, thì hiện tại em đang có mặt tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì hôm nay em muốn gửi đến quý anh chị cô chú một cái căn nhà vườn ha. Thì căn nhà vườn ngày hôm nay nó có nằm trên diện tích đất tầm khoảng là 800 mấy mét vuông nha quý anh chị. Và trên đất của mình hiện tại đã có nhà gỗ, rồi nhà mát, rồi nói chung là những cái kiểu xây homestay, rồi có hồ cá, rồi nói đặc biệt hơn nữa là mình có dòng suối bao quanh ha quý anh chị. Và cái xã Suối Nghệ này là một cái xã rất là phát triển ở cái huyện Châu Đức này, vì nó có khu công nghiệp Sona Đề Di và nó gần với thành phố Bà Rịa ha quý anh chị. Nên ở đây là dân cư rất là đông đúc luôn. Đó. Nếu quý anh chị cô chú là những người mà yêu thích cái nhà vườn thì đừng có nên bỏ qua video này nha. Rồi bây giờ mời quý anh chị cô chú mình cùng xem hết cái video này để tham khảo chi tiết hơn về cái căn nhà vườn ngày hôm nay của mình nha. Tôi là Hoàng Duy, tôi thích gì review chia sẽ tất cả bất động sản. Còn đây là sổ của mình ha, địa chỉ là xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 894 m², sử dụng riêng. Mục đích sử dụng là đất trồng lúa nước còn lại. Còn đây là hình dáng thửa đất của mình ở trên bản đồ quy hoạch ha. Suối mình bao quanh hết đất mặt trước luôn nha quý anh chị. Bao quanh hết đất mặt trước này luôn. Đây là căn nhà chính nè. Quý anh chị hình dung được không? À giờ mở quy hoạch lên ha. Đó, mình nằm giữa dòng suối luôn nha quý anh chị, giữa hai dòng suối trước và sau luôn. Đó. Thì đất mình là quy hoạch trồng lúa nước. Thì là mình thuộc xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nha quý anh chị. Thì mình cách khu công nghiệp Sona Đề Di của Châu Đức tầm khoảng là hơn một cây số thôi, và cách thành phố Bà Rịa Vũng Tàu tầm khoảng 10 cây thôi nha quý anh chị. Là mình đã ra tới thành phố Bà Rịa rồi. Đó. Nói về đường thì ở đây ấy, thì đường của mình là đường đất đổ đá mi, và lộ giới nó tầm khoảng là hơn 4 mét đó nha quý anh chị. Thấy dài với nó rộng hơn 4 mét đó, xe ô tô di chuyển vô thoải mái. Đó. Và cái khu vực của mình là dân cư nó rất là đông luôn nha quý anh chị. Dân cư rất là đông, thì quý anh chị vui lòng xem hết để mà xem trên Playcam ha. Còn đây là căn nhà của mình nè quý anh chị. Đó, căn nhà của mình. Đi ngang đầu tiên là mình phải qua cái cầu này đã. Cái cầu này thì nó rộng nha quý anh chị. Cầu này tầm khoảng 3,5 m á, xe ô tô di chuyển vô tới nơi luôn. Đó. Qua cái cầu này là có cái cổng nè. Hai cổng mình bày trí cũng rất là đẹp luôn. Đó. Bên cạnh mình là có dòng suối. Suối này nước ruộng nên nó độc chứ không phải là nước bẩn đâu nha quý anh chị. Bên phải của mình là có một cái chòi mát nè. Đó. Đây là căn nhà gỗ của mình đây, nhìn rất là đẹp luôn. Rất là nhìn cổ xưa nha quý anh chị. Đó. Còn phía bên suối thì mình trồng câu và dừa. Đại đa số là câu và dừa nha quý anh chị, và không trồng gì hơn cả. Bây giờ mình tham quan bên ngoài trước ha. Thì ở dưới mình thì mình có lát gạch, gạch giả đá nha quý anh chị. Nó gạch giả đá và có trồng cỏ hết. Và mình thì bao bọc suối hết xung quanh luôn. Bên đây mình có một cái toilet nè. Đó, rất là thuận tiện ha. Mình ăn nhậu hay nghỉ dưỡng ở ngoài trời thì mình có toilet mình đi rất là thuận tiện luôn. Đó, bên đây thì mình cũng có một cái khe, cái hồ nhỏ trồng sen. Quá tuyệt vời căn nhà vườn này, là căn nhà vườn em thấy rất là đẹp nha quý anh chị. Cách mà sắp xếp bài trí và xây dựng rất là đẹp luôn. Đó. Đó, bên đây thì mình cũng có nơi để uống trà nè. Đó, ngồi giải trí. Có thể nuôi cá và câu cá chỗ đây được nha quý anh chị. Con hồ này cũng tương đối là rộng.
trồng sen, sen đã nở rồi. Mình thì đã rào kiểm gai hết bên hàng ranh giới rồi nha quý anh chị. Đó. Tiến về sâu, phía sâu chút nữa thôi. Dừa mình là hầu hết là cho trái hết rồi nha quý anh chị. Dừa mình là dừa sim. Đó, bây giờ mình muốn qua bên kia là mình phải qua cái cây cầu nữa nè. Hay ha, cách bài trí rất là hay, rất là đẹp luôn á. Nhìn đã quá. Cái này mà cuối tuần về mà tổ chức tiệc party thì thôi khỏi nói rồi. Ở đây thì mình cũng có cái căn chòi mát nè, làm theo cái kiểu gọi là homestay nha quý anh chị. Ở đây cái gì đây? À, cái ao à, cái ao nuôi cá. À, chỗ đây thì không gian tuyệt vời rồi, để cho tổ chức tiệc tùng thì thôi khỏi nói rồi. Đây, dòng suối của mình nó bao hết đất luôn, tới vị trí cuối đất rồi. Hiện tại em đang đứng ở vị trí cuối đất. Mình là lót lót gạch giả đá là hết hoàn toàn đất luôn nha quý anh chị, hầu như là lót 80% đất á. Lót gạch giả đá và trồng cỏ. Đầu tư cái mô hình này cũng khá là tốn tiền quý anh chị, khá là nhiều tiền nha. Thôi, bây giờ mình vô mình tham quan cái căn nhà chính đi nha, để coi trong đó nó có bài trí những gì. Thì đây, đây là căn nhà chính của mình nha quý anh chị. Tường thì mình được xây được bằng gạch, gạch hai lỗ, đó, bằng gạch thẻ. Đó, và trụ gỗ hết nha quý anh chị. Bây giờ mình tiến vào bên trong ha. Đây, đây là toàn bộ không gian bên trong, rất là mát luôn, vào bên trong rất là mát luôn quý anh chị. Đó. Bên trong mình có kệ sách, có quầy bar, có cái nhà bếp sát này nè, nhà bếp ở phía dưới nha. Có quầy ba, phía sau của mình có một cái đường thông ra. Bây giờ mình lên lầu thử xem có gì trên lầu. Thì diện tích mình khoảng tầm 100 mét vuông sàn nha quý anh chị. Chưa tới 100 mét vuông sàn. Lầu mình thì có một toilet nè. Đây là cái hành lang ở bên ngoài. Nhìn ra quang cảnh ở ngoài rất là đẹp luôn. Tất cả là đều bằng gỗ hết nha quý anh chị. Ở bên trên là tất cả là đều bằng gỗ hết. Thì chủ bán căn nhà này cũng để lại toàn bộ nội thất cho mình nha quý anh chị. Để lại hết toàn bộ nội thất. Xung quanh của mình là treo rèm trúc hết. Đó là phía mặt trước ha. Nhìn xuống mình thấy rất là đẹp luôn nha quý anh chị, rất là tinh tế. Còn đây là hành lang phía trước. Thì sàn của mình là sàn gỗ hết nha quý anh chị. Đó. Hành lang của mình đi xung quanh hết luôn nha. Còn đây là toàn bộ vị trí thửa đất từ đỉnh cao. Đó, thử đất của mình đó. Xung quanh của mình là rất là nhiều nhà vườn nha quý anh chị. Phía trước của mình là có một cái ao câu cá giải trí đó, khu sinh thái đó. Còn khu vực xung quanh quý anh chị hình dung xem, rất là đông dân cư luôn. Mình cách con đường số 1 tầm chỉ khoảng 3 đến 400 mét thôi là mình ra con đường số 1. Con đường số 1 là con đường huyết thống của cái khu công nghiệp Sona Đại Châu Đức nè. Nên lưu lượng xe di chuyển rất là đông luôn ở khu vực đó. Đây, toàn bộ phía bên trái màn hình của mình là khu công nghiệp nha quý anh chị. Đó, trước mặt của mình là khu công nghiệp đó. Cái núi kia là thuộc của Bà Rịa, thành phố Bà Rịa nha. Đó. Ở đây thì giao thông rất là thuận tiện, đường là nó rẽ tứ hướng, đi tùm lum nên rất là thuận tiện. Phía trước mặt của anh chị là hồ đá đen, là sân golf Châu Đức đồi Kiều Suối Nghệ nha quý anh chị.
còn đây là vị trí của mình trên Google Maps. Thì mình cách thành phố Bà Rịa tầm khoảng 7 đến 8 cây số thôi. Lúc đầu em nghĩ 10 cây mà đo khoảng cách tầm khoảng 7 8 cây thôi, nhưng rất là gần nha quý anh chị. Mình cách khu công nghiệp tầm khoảng hơn cây số thôi. Rất là thuận tiện ha. Đây đây là vị trí thửa đất của mình. Mình nằm ở đằng sau cái khu sinh thái Hoàng Gia nha. Ở đây thì khu vực đông dân cư quá rồi, dân cư thì khỏi cái bàn nữa rồi. Thì mình cách trục nhựa tầm khoảng 100 mét thôi nha quý anh chị, 100 mấy mét thôi là mình đã ra cái trục đường nhựa rồi. Và cách tầm khoảng 3 đến 400 mét này mình đã ra cái trục đường số 1 rồi, cái trục đường rất là huyết thống ở cái khu vực này. Hướng này thì mình về khu công nghiệp Sona Deji tầm khoảng hơn cây số, còn hướng này mình ra quốc lộ 56 nha quý anh chị. Khu tổ hợp ở Suối Nghệ là một khu rất là đông dân cư luôn. Đây là khu công nghiệp Sona Deji nè. Mình đi về thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi hướng này. Mình đi ra trục đường Võ Văn Kiệt này để mà về quốc lộ 51 nha quý anh chị, để về thành phố Hồ Chí Minh. Đó, bây giờ từ vị trí đất chúng ta di chuyển ra ha. Thì mình thấy cái đường nhỏ vậy thôi chứ thật ra là ở ngoài nó rất là rộng nha quý anh chị. Trong màn hình quay thấy hơi bị nhỏ. Đấy, đây là khu sinh thái nè. Đó, mình tiến chút nữa đã ra trước mặt mình là trục đường nhựa rồi nha quý anh chị. Đó, thì ở đây trong bán kính khu vực là 1 km thì quý anh chị có đầy đủ dịch vụ tiện ích như chợ, trường học, rồi các dịch vụ hoạt động tôn giáo, chùa, nhà thờ. Đó, rồi dịch vụ y tế, bệnh viện, nói chung là không thiếu một thứ gì cả ở cái khu vực Suối Nghệ này. Đó, vì ở đây có khu công nghiệp nên số lượng mà công nhân ở rất là đông nha quý anh chị. Đó, công nhân đi làm xí nghiệp ở khu công nghiệp Sona Deji rất là đông. Không những ở chỉ riêng Suối Nghệ mà tất cả để Bà Rịa đều quy về đây để mà làm công ty cả. Đây là khu vực xung quanh. Karaoke nè, chung chỉ thiếu là ở đây là chưa có quán bar thôi, còn tất cả dịch vụ là đều có hết nha quý anh chị. Đây là trục đường số 1 ha. Thì để không làm mất thời gian của quý anh chị cô chú thì em xin báo về giá ha. Thì anh chủ đang rao bán cái căn nhà này với cái giá là 5 tỷ ha. Thì quý anh chị cô chú nào mà cảm thấy cái giá này nó hợp lý với túi tiền của mình và cảm thấy là cái thửa đất này nó phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình đó, thì vui lòng liên hệ tới số điện thoại của em để em cung cấp thêm thông tin và có thể đàm phán cho quý anh chị một cái giá tốt nhất ha. Và cuối cùng em cũng xin kết thúc video tại đây. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.